hai đứa. Ba ơi, 100 con gà ba hàng đều, 100 gà ba hàng đều. Đây, đây, đây. Bé nó lên gì nó mới nhìn được chị. Ô, 100 cá này à? Đấy, đúng rồi, ra ngoài. Look pretty healthy. Ra ngoài xa. Khi ra ngoài xa thì kia nó mới nhòm được. Ra xa, nó ra xa đấy. Mà nó không nhau, nó đớp nhanh, đây nó tranh nhau nó ngay. Nữa đi, cho nó ra xa nữa thì giúp chút trong bờ. À, không đông đâu, gần bờ nó mê. Gần bờ thì nó mê. Gần bờ thì cứ ném càng ra xa càng nó tản đi mới lên. Ném mẹ, để đi trước đi trong bờ. Đấy thì... Vứt một túm rồi ra ngoài kia cả. Cái này là cá chép đúng không? Vứt cả túm cái bóng chúng là nó tranh nhau cái gì? Trẻ con nó mới nhìn được. Trẻ con nó mới nhìn được ra thật xa bảo con này giả thích rằng kia gì? Đông đặc quá nó không biết đâu. Đốt đông đặc quá không đẹp. Cho thích ra ngoài kia cả. Đấy, đấy. Có mà đến một phúng bây giờ bây giờ anh đây 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 ra sẽ ném đi ra tít ngoài xa xa kia của trẻ con nó nhìn thấy rồi một súng đi cần có khoảng nửa tải cái cám nuôi cá nhỉ là ăn no không lên cửa ngon là nó cho xa đấy ăn đấy